Xin chào khán giả của chương trình HTV Tôi Kể. Tôi là Leon Quang Lê, đạo diễn phim và cố vấn nghệ thuật cũng như là đồng sáng lập Gánh Cải Lương Thiên Lý với cô Đào Tú Quyên. Gánh Hát Thiên Lý là một gánh hát phi lợi nhuận và đã được thành lập hơn một năm qua để mà lan tỏa cái tình yêu cải lương của mình đến với khán giả. Và cho đến nay đã có hơn 50 suất diễn. Chúng tôi có những suất diễn hàng cuối tuần được diễn ra tại trụ sở của Gánh ở số 4 Nguyễn Siêu, với một số lượng khán giả giới hạn từ 40 đến 60 người. Lý do mà Gánh Thiên Lý được dựng lên ở trong nhà của Leon là vì đơn giản Leon hỗ trợ Tú Quyên để mà làm cái phong cách cải lương đúng theo cái chất cải lương mà Leon và Tú Quyên cảm thấy quyến rũ nhất. Cái tấm phản gỗ của gia đình tôi ngày xưa mà tôi thường quấn mền đứng lên giường bắt cả nhà ngồi xem, thì đây chúng tôi được sống lại cái giấc mơ của mình. Kịch bản chúng tôi quy định là sẽ không quá 1 tiếng rưỡi, bắt buộc các nghệ sĩ phải thuộc tuồng, không nhắc tuồng. Trước mỗi vở diễn chúng tôi luôn chạy hoàn toàn từ đầu đến cuối vở diễn đó, cho dù vở diễn đó chúng tôi được diễn hàng tuần. Khi mà thành lập ra Gánh Cải Lương Thiên Lý thì vở diễn đầu tiên mà Quyên mang đến đây để diễn đó chính là Độc Thời Đêm. Quyên và anh Leon rất là băn khoăn không biết là lựa chọn cái cách là trình diễn cải lương mộc như thế này thì khán giả có thể nghe rõ lời của mình hát được hay không trong 6 cây đờn hòa cùng với nhau. Bởi vì cải lương, âm nhạc chính là linh hồn của vở diễn. Cái chất giọng của mình phải đủ nội lực. Sau khi Độc Thời Đêm được hơn 30 suất rồi, Quyên và anh Leon đang thực hiện một cái vở diễn mới, đó chính là Dương Hoàng Hậu. Và cũng rất là may mắn là khán giả rất là thích và rất là ủng hộ. Họ đến đây không chỉ thưởng thức cải lương mà họ còn được học lịch sử. Ôi tiếng ru hời sưởi ấm cõi lòng ta, đã trông chờ thương nhớ. Lần đầu tiên đến với không gian này thì tôi không nghĩ là sân khấu của buổi biểu diễn lại nhỏ như vậy. Tuy nhiên, đó thực sự là điều độc đáo chỉ có thể tìm thấy ở nơi này. Tôi thật sự ấn tượng. Tôi cảm nhận đó là sự hòa hợp không thể tuyệt vời hơn giữa các nhạc công và vai chính, là nghệ sĩ Tú Quyên trong vai hoàng đế Lý Chiêu Hoàng. Tôi hy vọng là các bạn trẻ có thể đến đây một lần để cảm nhận về cải lương rất là cuốn hút và mộc mạc. Không ai nghĩ rằng là chúng tôi đã qua một năm, bởi vì cái cảm xúc của chúng tôi vẫn như là cái ngày đầu tiên khi mà nhìn thấy khán giả. Chính những người khán giả là những người mang đến cái cảm xúc cho mình, hơi thở của khán giả, động tác chậm nước mắt của khán giả làm cho mình khởi lên cái sự xúc động. Đạo diễn đã cho những nhạc công đeo những cái mặt nạ thì trông nó rất là ấn tượng và nó cũng sẽ để cho người ta tập trung. Và vai diễn chính thì tôi thấy là diễn rất là xuất sắc. Thôi mẹ đừng nói. Cái sự gắn bó của các nghệ sĩ với Gánh Thiên Lý hoàn toàn là vì họ phải yêu mến nghề và yêu mến chúng tôi, họ mới gắn bó được như thế này. Các bạn trẻ đến với Gánh Thiên Lý không chỉ một lần mà nhiều lần. Đó là một cái điều hoàn toàn bất ngờ với mình. Và mình hy vọng rằng mình đã làm một cái điều gì đó thú vị. Và hy vọng các bạn sẽ trân trọng và yêu cải lương.